Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc chiến giữ ghế của Nguyễn Phú Trọng đến hồi gây cấn. Đến hôm nay là chỉ còn đúng 25 ngày nữa là tới đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đang có dấu hiệu cho thấy cuộc chiến đang ác liệt chứ chưa ngã ngũ. Ngày 30 tháng 12, báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt lăn tin rằng các phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là tuyệt mật. Thực tế, những đại hội lần trước khi cận đại hội thì nhân sự và chủ chốt đã công bố rồi, nhưng lần này họ vẫn kín bưng và đồng thời còn xem những thông tin này là bí mật. Đó là một trường hợp bất thường. Thực ra, nhân sự chủ chốt thì trước sau gì dân cũng biết. Đảng Cộng sản Việt Nam đang dùng cái gọi là bí mật nhà nước để hoãn công bố nhân sự mà thôi. Một số ý kiến trên mạng xã hội lại cho rằng, thực ra đây là dấu hiệu cho thấy cuộc đấu đá chưa ngã ngũ nên họ dùng cái gọi là bí mật nhà nước để hoãn binh chứ không có gì là bí mật cả. Như vậy là trong 25 ngày sắp tới sẽ có nhiều chuyện diễn ra để mà xem. Đây là hình ảnh báo chí đưa tin nhân sự đại hội đảng thuộc diện bí mật nhà nước. Trận chiến này được đài BBC gọi là trò chơi vương quyền vì nó thực sự được tranh giành để kế vị ngai vàng, tương tự như nội bộ trong phim. Khát vọng quyền lực của Nguyễn Phú Trọng là cực kỳ lớn, nhưng tham vọng quyền lực của ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng cũng không hề nhỏ. Nên chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam trước ngày đại hội nó vẫn còn đang là một thế chân vạc. Thực sự bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào tránh khỏi những trận đấu đá đỉnh cao để giành lấy vương quyền. Họ chiếm đoạt, tranh giành, chuyển giao là những trò chơi với các âm mưu và thủ đoạn khốc liệt trong các thiết chế khác nhau. Chế độ Đảng Cộng sản toàn trị đã mang lại những đặc điểm khác biệt so với các chế độ dân chủ. Ở chế độ dân chủ, lá phiếu của người dân là quyết định. Còn ở bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, thế lực và phe cánh người nào mạnh thì người đó sẽ thắng, và không loại trừ khả năng ai là người Bắc Kinh ủng hộ nữa. Thực tế, cuộc chiến khốc liệt hơn nhiều người tưởng rất nhiều. Trước thềm đại hội 13, không ai ngờ trò chơi vương quyền chuyển giao tứ trụ lại gây cấn đến như vậy. Vào năm 2016, khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng đấu với ông Nguyễn Tấn Dũng rất dữ dội, nhưng ngã ngũ rất sớm. Còn nay, sự đấu đá nhìn bề ngoài có vẻ không ác liệt như cách đây 5 năm, nhưng thực tế cho thấy đến giờ vẫn chưa hề ngã ngũ. Điều đó cho thấy cuộc chiến vương quyền kỳ này khốc liệt không kém lần trước. Có điều nó ngấm ngầm chứ nó không nổi lên mà thôi. Mỗi sự thay đổi nhân sự cấp cao, đặc biệt là Bộ Chính trị, được dư luận quan tâm vì nó liên quan đến vận mệnh đất nước và số phận của những người dân Việt Nam. Vì thế, việc kém công khai minh bạch trong chế độ đảng trị khép kín bởi những quy định riêng thường làm cho người dân càng tò mò, hóng chuyện hơn. Phải nói rằng, sau bầu cử Mỹ thì chuyện sắp xếp nhân sự cho đại hội đảng lần thứ 13 của Đảng Việt Nam làm cho người dân quan tâm hàng đầu. Người dân đã theo dõi rất sát tình hình, đặc biệt là từ đầu năm nay và cụ thể là ngày 9 tháng 1 năm 2020, Bộ Chính trị đã cảnh cáo một ủy viên, đó là ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, và điều chuyển về làm Phó trưởng ban bộ phận thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện của đại hội đảng lần thứ 13. Vào ngày 7 tháng 2, một ủy viên Bộ Chính trị khác là ông Phó Thủ tướng được phân công thay thế giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Kể từ đó, dấu hiệu đấu đá đã xuất hiện rất dữ dội, và cho đến tận hôm nay, những ngày kế cận đại hội mà đấu đá làm sao không khốc liệt cơ chứ, khi trước đó rất nhiều quan chức lần lượt vào tù. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng quyết giữ ngài không chịu buông. Trò chơi vương quyền đã ngã ngũ cho Vương Đình Huệ khi ông này đã thay ông Hoàng Trung Hải vào năm 2020 và ông Nguyễn Văn Nên thay ông Nguyễn Thiện Nhân mới đây. Đó là trò chơi vương quyền. Lúc đấy thì đã đến hồi quyết liệt, rồi huống hồ chi những ngày cận kề đại hội thì càng trở nên khốc liệt hơn. Cao điểm của bất ổn được cho là diễn ra vào nhiệm kỳ trước đại hội 12 khi đa phần ủy viên Trung ương khóa 11 đã không đồng thuận trước một số quyết định của Bộ Chính trị. Như việc bổ sung hai chức danh trưởng ban nội chính Trung ương và ban kinh tế Trung ương vào Bộ Chính trị vào năm 2013 và không kỷ luật nguyên Thủ tướng đồng chí X vào năm 2014. Mặc dù đại hội 12 đầu năm 2016 diễn ra căng thẳng nhưng nút thắt đã được gỡ khi sự đồng thuận cân bằng cũng đạt được tới 180 ủy viên Ban chấp hành Trung ương, 19 ủy viên Bộ Chính trị và ông Nguyễn Phú Trọng được bầu chọn tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai giữ cương vị Tổng Bí thư. Nhưng nay
thì không phải như vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng có ước mơ được cầm quyền lâu dài như các công thần trong chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam như ở Liên Xô cũ chẳng hạn. Stalin cũng nắm quyền cho đến chết. Hơn 31 năm ở Trung Quốc thì có Mao Trạch Đông từ năm 1893 đến năm 1976. Ông Mao Trạch Đông giữ chức chủ tịch đảng và cũng nắm quyền cao cho đến chết. Còn ở Việt Nam thì ông Lê Duẩn cũng nắm quyền cho đến chết. Chế độ Đảng Cộng sản toàn trị đã ra đời bởi cách mạng chuyên chính, trong đó cá nhân lãnh tụ có vai trò to lớn. Bởi vậy, thế hệ khai quốc công thần đã được sùng kính. Họ thường nắm quyền lãnh đạo suốt đời. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng là hậu sinh rất xa thế hệ khai quốc công thần, nhưng vẫn có tham vọng được như thế hệ Cộng sản đời đầu, và ông đang cố thực hiện điều đó cho mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang mong muốn giống như Hồ Chí Minh hay Lê Duẩn. Khi chuyển đổi sang thị trường, chế độ toàn trị gặp phải vấn đề ngụy vương, nhất là việc chuyển giao từ thế hệ khai quốc công thần đến các thế hệ kế tiếp. Đó là năng lực của lãnh đạo kế nhiệm vương quyền. Và làm sao có thể chọn được vị vua anh minh để duy trì được vương triều đây? Liệu có cơ chế nào để đảm bảo rằng ông ta sẽ giúp tái hiện những nhân vật anh minh nối tiếp hết thế hệ này sang thế hệ khác hay không? Tuy nhiên, đó chỉ là những điều hoang tưởng. Hiện nay, ngoài ông Nguyễn Phú Trọng, thì không còn mấy ai tin vào cái tư tưởng cộng sản đó nữa. Họ chỉ tin vào quyền lực và tiền bạc. Chính vì vậy, với ông Nguyễn Phú Trọng, thì trong trận chiến này, ông như là một chiến binh để giữ lấy hệ tư tưởng nguyên bản cộng sản. Bản thân Đảng Cộng sản cũng có giới hạn về nhiệm kỳ công tác và độ tuổi. Lựa chọn và giữ phẩm chất và năng lực và coi trọng thử thách thực tế qua các vị trí công tác v.v. Tuy nhiên, việc nảy nở ở quan hệ phức tạp của xã hội tư bản thân hữu, sự cấu kết giữa các quan chức với doanh nghiệp để chiếm đoạt tài nguyên và tài sản của công, những hiện tượng thái tử đỏ, hoặc là cả họ làm quan, hoặc là bảo trợ chính trị, rồi là những nhóm lợi ích, rồi trục lợi tham nhũng v.v. đã phá vỡ các quy định ở trên của Đảng Cộng sản. Và nay cũng chính ông Nguyễn Phú Trọng vì tham quyền cố vị, ông cũng đang ra tay phá nát những quy định ấy, chứ nói gì người khác. Ông Trọng, nếu ông hất được Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng thì bản thân ông danh cũng không chính và ngôn cũng không thuận nữa. Tuy nhiên, ông sẽ phớt lờ tất cả để có thể tại vị được thêm một nhiệm kỳ nữa. Và thế thượng phong của ông Trọng trước ông Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc cũng đang được đặt ra. Hiện nay, Đảng Cộng sản đang xem xét mặt trận tư tưởng như là chiến trường, với 800 tờ báo luôn mở hết công suất, chống lại tự diễn viễn, tự chuyển hóa. Bởi vậy, tăng cường chiến dịch chống tham nhũng và củng cố tổ chức đảng là lựa chọn nhằm tập trung quyền lực cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng. Vào năm 2017, ông kiêm luôn chức Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời. Việc củng cố chế độ vương quyền là để giải cứu cho nguy cơ sụp đổ chế độ bằng sự chuyển biến và chuyển hóa. Nhưng kết quả chống tham nhũng không được như mong muốn, bây giờ vẫn còn nhiều con cá mập chưa thể tóm được. Tuy nhiên, chỉ cần bao nhiêu đó thôi để Nguyễn Phú Trọng cũng có thể chiếm được uy tín của các đảng viên dành cho ông. Cũng chính vì lý do hạn tuổi, nhiệm kỳ công tác và sức khỏe nên ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ coi việc chuyển giao vương quyền là một trọng tâm. Ngoài việc điều động bố trí nhân sự chuẩn bị cho đại hội, nhiều quy định về đề cử, ứng cử, khen thưởng, kỷ luật, nêu gương của lãnh đạo cấp cao v.v. cũng được ban hành. Và mới đây, vào ngày 2 tháng 2 năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã công bố quy định 214 thay thế cho quy định 90 vào năm 2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ cao cấp. Theo các nhà phân tích, quy định 214 cụ thể hơn đối với nhiều chức danh lãnh đạo cao cấp, đồng thời tiêu chuẩn mới cho chức Tổng Bí thư được hạ bớt trước Đại hội Đảng lần thứ 13. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng không thể chiếm thế thượng phong được nếu ông Nguyễn Phú Trọng đang còn đó. Việc đưa ra các tiêu chuẩn phù hợp và cản trở những người khác chứ không thể cản trở được ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì ông đang ở thế thượng phong trong nguyên tắc lãnh đạo tập thể để đạt được đồng thuận theo quy hoạch. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với người cán bộ là lòng trung thành tuyệt đối đối với Đảng và lý tưởng. Và điều đó thì ông Trọng có thừa. Với những lợi thế như vậy thì làm sao mà ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Quốc Vượng không thể liên thủ với nhau và ông Nguyễn Xuân Phúc có thể trụ nổi đây? Cần loại bỏ ông Nguyễn Phú Trọng khỏi ngai vàng để kiểm soát quyền lực, đây cũng là yêu cầu mà nhiều đảng viên nêu ra. Cần đặt mục tiêu chống tham nhũng, tập trung quyền lực và củng cố tổ chức đảng trong bối cảnh cải cách thể chế, trong đó quyền lực ở mọi vị trí kể cả vương quyền
Tuy nhiên, khi lãnh đạo của Cộng sản nắm quyền quá lớn thì cũng cần có cơ chế để kiểm soát nó. Việc loại ông Nguyễn Phú Trọng khỏi chức vụ Tổng Bí thư tại Đại hội 13 cũng là cách giảm bớt sự lộng quyền. Khi quyền lực được tập trung càng cao thì càng lạm quyền. Vì thế, một người chiếm hai ghế cao nhất cần phải loại bỏ để đưa về quy tắc tứ trụ trước đây. Đây là hình ảnh, dù ai trong ba người này nắm quyền thì người dân cũng không có quyền. Việc kiêm nhiệm chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước dẫn đến hậu quả là quyền lực ngày càng bị tha hóa và biểu hiện rõ nhất là việc lạm dụng bạo lực và quản trị yếu kém của bộ máy tập trung quan liêu, đặc biệt trong điều kiện chuyển đổi sang thị trường, đòi hỏi kinh công khai, minh bạch, thông tin và kiến thức đầy đủ, kịp thời. Trò chơi phương quyền tác động đến cuộc sống của đất nước, của mọi người, bởi vậy cần có sự tham gia của họ. Tuy nhiên, không đời nào Đảng Cộng sản Việt Nam cho người dân tham gia. Nếu dân tham gia vào trò chơi vương quyền, thì hóa ra chính trị Việt Nam thay đổi ra sao? Không bao giờ Đảng chịu điều đó. Và lập đại hội chia quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là trò ăn chia với nhau trên đầu của hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam muốn có dân chủ để tự cầm lá phiếu chọn người đứng đầu đất nước thì cần phải loại bỏ Đảng Cộng sản, chứ không phải loại bỏ ông Nguyễn Phú Trọng. Vì nói cho cùng, dù loại ông Nguyễn Phú Trọng thì Đảng Cộng sản vẫn còn Cộng sản, chứ không có gì khác cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, thứ Năm ngày 31 tháng 12 năm 2020 với bản tin Cuộc chiến giữ ghế của Nguyễn Phú Trọng đến hồi gay cấn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.